Từ những bản làng yên bình của xã Hồng Ca, cuộc sống của người dân đã có bước chuyển mình đáng kinh ngạc. Trước kia, cuộc sống ở đây gắn liền với lao động nặng nhọc trên nương rẫy, nhưng giờ đây, xã Hồng Ca đang thay ra đổi thịt với 3 nhà máy sản xuất sản phẩm từ quế cho xuất khẩu. Bên cạnh quế, măng tre Bát Độ và khôi nhung được trồng dưới tán rừng cũng góp phần không nhỏ trong việc nâng cao thu nhập đáng kể cho người dân. Chất lượng cuộc sống được cải thiện, phản ánh qua việc toàn bộ đường giao thông trong xã đều đã được nâng cấp bê tông hóa. Một thực tế thú vị là, xã Hồng Ca từng là nơi đặc biệt khó khăn, với đại đa số dân cư là bà con dân tộc thiểu số và tỷ lệ hộ nghèo cao. Nhưng với sự quyết tâm của chính quyền và người dân, xã đã phát triển mạnh mẽ với hơn 3.500 hectare quế, 1.400 hectare măng tre và các diện tích trồng cây dược liệu, cây ăn quả. Sự thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp và quyết định hạ sơn vào năm 1975 của người dân Mông là bước ngoặt, mở đầu cho sự thịnh vượng mà xã Hồng Ca đang trải qua, như gia đình bà Sùng Thị Hoa, người tiên phong trong việc rời núi để xây dựng kinh tế, đã khẳng định. Trước kia, cuộc sống ở xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên vô cùng khó nhọc với việc đồng bào chủ yếu làm nương rẫy. Ngày nay, sự xuất hiện của ba doanh nghiệp và sự phát triển của nghề trồng quế, măng tre và dược liệu dưới tán rừng đã nâng cao đáng kể thu nhập của bà con nơi đây. Các con đường trong xã đã được nâng cấp, bê tông hóa, thúc đẩy giao thương và di chuyển thuận lợi hơn. Từ một xã đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hộ nghèo cao và phương pháp canh tác lạc hậu, Hồng Ca đã biến đổi mạnh mẽ với sự quyết tâm của đồng bào Mông. Cái cách mạng văn hóa của người Mông tiến bộ năm 1975 đã mở ra một chương mới, khi họ từ bỏ lối sống du mục để xây dựng cuộc sống định canh định cư. Điển hình là gia đình bà Sùng Thị Hoa, những người tiên phong trong việc hạ sơn, đã chứng kiến cuộc sống thay đổi từng ngày với năng suất lúa nước và điều kiện sinh hoạt cải thiện. Xã Hồng Ca đã không ngừng đầu tư vào cơ sở hạ tầng với hơn 20 km đường vào khu sản xuất mới, cải tạo 54 km đường giao thông nông thôn, xây dựng trường học, trạm y tế, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học cũng như chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thành lập 3 doanh nghiệp, 2 hợp tác xã và 12 tổ hợp tác liên kết tiêu thụ sản phẩm, xã đang từng bước thay đổi diện mạo của mình, mở ra cơ hội kinh tế cho người dân. Người dân đã nhận thức và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ việc trồng cây quế, tre và măng Bát Độ đến việc ươm cây giống tự chủ, cải thiện đáng kể đời sống của bà con với nhà cửa khang trang và phương tiện đi lại hiện đại. Xã Hồng Ca còn áp dụng phương pháp điều tra kỹ lưỡng để hỗ trợ các hộ nghèo một cách hiệu quả, với sự tham gia của các tổ chức chính trị xã hội và sự huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.